ngay với nhan sắc thoát tục thập lý đào hoa của Dương Mịch. Dương Mịch một lần nữa làm người hâm mộ phải xao xuyến trước vẻ đẹp mong manh thuần khiết cùng ánh mắt biết nói của mình trong bộ ảnh mới. Tạp chí thời trang Harper Bazaar vừa tung ra một vài hình ảnh nhã hàng cho số báo tháng 5 sắp tới, có sự xuất hiện của nàng Bạch Thiển Dương Mịch và dạ hoa Triệu Hữu Đình. Bộ ảnh lần này lấy ý tưởng từ bối cảnh trong bộ phim đình đám Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa mà cả hai cùng tham gia và được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia tài ba Trần Mạn. Dương Mịch tái hiện lại tạo hình nhân vật Bạch Thiển với vẻ đẹp thoát tục, ánh mắt cương nghị nhưng cũng đầy tình cảm, ẩn chứa nội tâm sâu sắc. Nét đẹp mong manh thuần khiết của cô giữa rừng hoa anh đào lãng mạn thật khiến người ta không thể không động lòng. Cùng với Dương Mịch, Triệu Hữu Đình hoàn toàn chinh phục người xem khi thể hiện thành công vai diễn dạ hoa với nét đẹp nam tính đầy tiên khí cùng lối diễn xuất tuyệt vời. Không chỉ khí phách ngời ngời trên phim, Triệu Hữu Đình còn là một người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng vợ.